Đừng ai nhắc về anh ấy. Đừng ai nhắc về anh ấy. Rồi xong luôn chị. Em thấy một người trưởng thành hành động nhiều hơn là lời nói. Tiêu chí của em là một vợ hai con ba lầu bốn bánh. Thật ra thì mình là người kinh doanh, thì vốn mình bỏ ra thì mình sẽ mong là hồi vốn và có lãi. Nhưng mà vì bạn thì mình sẽ chấp nhận lỗ vốn. Em thì chưa có mối tình nào hết á. Đồ còn tí nhưng mà đừng có muối, tại em sợ muối lắm. Hên quá. Nó hót tim luôn, nhìn xuống. Đâu là em gái mây, em gái mưa, em gái nắng, em gái bão gì đó. Phải phân định ra. Khi chị mở cửa em như bị một bạn nữ áo đỏ. Áo đỏ là một tiếng sát tình. Áo đỏ nào? Bạn áo đỏ nào? Cái gì bạn? Vâng, em xin lỗi. Áo đỏ. Nói chung là em đừng có ngại về cái việc nắm tay hay không. Thì anh nói chung là rất là thoải mái về việc nắm tay. Nói chung là anh thì tính anh rất là khó. Nhưng mà đôi khi gặp một người con gái thì rất là dễ. Rất là chiều chuộng. Ồ, biết được anh. Anh rất khó gặp gái, rất dễ.